Xin chào các bạn đã quay trở lại với 30 phút tập luyện cùng với Hubert. Ở tập trước thì một số bạn rất là thích các bài tập, có bài tập liên quan yoga, có thử thách plank 2 phút cuối thì rất là thú vị đúng không? Ok, bây giờ với tập này thì cũng sẽ có một số bài tập mới thú vị và cũng như là giúp cho cơ thể của bạn khỏe hơn và tốt hơn rất là nhiều ha. Bản thân Hiệp là một người huấn luyện viên được công nhận bởi tổ chức ACE, AFIA, NASM, các tổ chức quốc tế, cho nên là có thể tự tin về khoản này. Rồi cấu trúc hôm nay của chúng ta sẽ dự khá là đơn giản. Chúng ta sẽ tập 10 bài liên tục. Một bài chúng ta sẽ tập 40 giây, sau đó các bạn sẽ có 20 giây để nghỉ và chuyển qua bài tiếp theo ha. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại thêm 2 vòng nha các bạn. Tùy vào thể lực của các bạn, một vòng cũng được, 2 vòng càng tốt và 3 vòng là rất tốt nha các bạn. Rồi, trước khi chúng ta bắt đầu thì có một tin vui, đó là cái kênh YouTube này đã đạt được 10.000 lượt đăng ký ha. Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn đã tin tưởng này, theo dõi và tập theo ha. Hiệp rất là vui khi nhận được những cái phản hồi rất là tích cực về sức khỏe và cơ thể của các bạn. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy bắt đầu nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên nha các bạn. Bài đầu tiên có hơi hướng yoga. Từ trong tư thế plank, các bạn đẩy mông về phía sau, down dog ha. Sau đó cụ người về phía trước. Ở đây các bạn sẽ hạ đầu gối xuống, hạ xuống từ từ. Xong thở đẩy lên. Sau đó đẩy mông về phía sau nha. Rồi, chuẩn bị nè các bạn. 6, 5, 4, 3, 2, bắt đầu với mình. Rồi, đẩy mông về phía sau. Xong cụ người về phía trước ha. Rồi hạ đầu gối xuống, rồi khép cổ trở lại. Hạ người từ từ xuống, xong thở đẩy lên. Xong nhấc mông đẩy về phía sau ha. Down dog to plank, then push up. Hạ người về phía sau ha. Đối với những bạn nào khỏe hơn á, giữ đầu gối lại, hạ xuống từ từ. Rồi lên thở, đẩy mông về phía sau ha. Những bạn nào đã từng tập qua yoga á, các bạn sẽ thấy cái bài này rất là quen thuộc đúng không? Rất tốt để mà tập toàn thân cũng như là tập cái phần cơ ngực. Rồi các bạn. Rồi, rất tốt ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Squat pulse. Rồi, squat nhưng mà nhấp nha các bạn. Cố gắng nha, nhấp 40 giây. Hạ xuống, giữ lại, nhấp lên, hạ xuống. Đó, vậy thôi. Biên độ thấp thôi nha các bạn. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1. Thử thách cho phần cơ mông đùi của các bạn. Hít thở đều. Làm chậm ha. Trong trường hợp mà các bạn cảm thấy mỏi á, các bạn làm 1-2 cái, sau các bạn đứng lên, rồi hạ xuống ha. Tiếp tục. Làm chậm vừa phải, nó sẽ giúp cho cái phần đầu gối, cái phần cơ mông đùi của các bạn khỏe mạnh. Cố lên nè. Đó, cảm giác cơ nè, nó căng cứng lên, nó luôn làm việc hoàn toàn 100% khi mà các bạn làm bài này ha. Cố lên nè. 3, 2, 1, rất tốt. Rồi, wow, feel nè đúng không? Thôi, chúng ta sẽ nằm ngửa ra sau nha. Làm bài leg lift. Ở đây, tập cho cơ bụng dưới nè. Đầu gối các bạn co lại. Hạ xuống, gót chạm. Thu về, đẩy nhẹ lên. Hạ xuống. Thở, siết cái lưng xuống, siết bụng xuống. Đấy ha, bắt đầu. Thở, hít, thở. Lựa chọn khó hơn nè, duỗi chân thẳng. Hạ xuống, nhưng mà vẫn ép cái lưng xuống nha các bạn. Lên, đẩy luôn, hít. Lên, thở. Cố lên nè. Chúng ta hãy cố gắng tập 30 phút mỗi ngày nếu được nha. Yoga cũng được nè, nhảy cũng được. Tập toàn thân sức mạnh như này cũng rất là tốt ha. Cố lên nè. Lên thở đẩy. Bốn, ba, hai, một. Rồi, rất tốt ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay người lại. Chúng ta sẽ làm bài push up, nhưng mà xoay nha các bạn. Trên đầu gối nè, lựa chọn vừa phải. Hạ xuống, lên thở. Xoay trái. Hạ xuống lên thở, xoay phía bên phải ha. Tiếp tục nha các bạn. Rồi, hít, thở. Một bài rất tốt, không chỉ cho ngực nè, cho vai và cả căng giãn cái lưng trên của các bạn nữa. Tiếp tục, lựa chọn khó hơn, nhấc đầu gối lên. Hít, thở, xoay. Đúng rồi.
cố lên mọi người. Làm lựa chọn vừa phù hợp với bản thân nha. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tập một tí cardio nè các bạn. Bài honey nhưng mà clap. Rồi, 1, 2, 2 nha các bạn. Các bạn có thể làm nhanh hoặc các bạn có thể làm chậm ha. 3, 2, 1, rồi bắt đầu. 1, 2. Cố lên, nâng đùi cao lên. Một số anh chị nào cảm thấy khó, mình làm chậm thôi cũng được, không sao hết. Tùy vào sức lực của mình ha. Miễn là các bạn di chuyển là các bạn đã đốt năng lượng và tốt cho cơ thể rồi. Cố lên. Tiếp tục. Cố lên nào mọi người. Hôm nay thực tập buổi sáng đó. 3, 2, 1. Ok. Rất tốt ha. Chưa. Bây giờ chúng ta sẽ tập thăng bằng nha mọi người. Chúng ta sẽ tập một chân trước thôi, 20 giây. Sau đó chúng ta sẽ đổi một chân giữ thẳng. Lựa chọn dễ giữ 20 giây thôi. Lựa chọn khó hơn. Nhảy phải, nhảy trái. Vậy ha. Rồi bắt đầu. 20 giây. Phải, trái. Vừa tập chân bắp chuối này, vừa tập khả năng giữ thăng bằng nữa. Cố lên, 20 giây thôi. Tiếp tục, tiếp tục. 3, 2, 1, rồi đổ bên. Hơi mỏi chân đúng không? Các bạn cố lên nè, cố lên nè. Nhớ nha, lựa chọn dễ, chỉ cần đứng giữ thăng bằng thôi. Đôi khi một số bạn mới tập á, các bạn khả năng giữ thăng bằng không tốt, thì các bạn chỉ cần làm đứng im thôi. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Tiếp tục tập phòng bụng nha các bạn. Rồi, nằm ngửa ra nè. Chúng ta sẽ làm bài butterfly crunch. Bài crunch hình con bướm á. Bàn chân chạm nhau, đầu gối mở ra. Lên thở nhấc vai, nhấc chân lên chạm ha. Hạ xuống từ từ. Lên nào. Hết, hạ xuống, lên thở. Khi tập bụng thường chúng ta nên thở bằng miệng, hít vào bằng mũi. Lên thật mạnh, hạ xuống từ từ như các bạn. Cố lên nè. Halfway 20 giây nữa. Các bạn theo mình một thời gian, các bạn có cảm nhận được sức bền tốt hơn nè, cơ bụng tốt hơn không? Các bạn nhớ tập cái series 4 tuần tập bụng nha. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt, rất tốt. Rồi, chúng ta bây giờ hôm nay sẽ có một cái thử thách nhỏ hợp vận trong tư thế nằm. Tay của các bạn để đằng sau vai nè. Rồi, từ đây các bạn sẽ nhấc lên giữ lại giúp mình ha, 40 giây thôi ha. Đây còn gọi là reverse plank. Ok, 3, 2, 1, giữ. Rồi, giữ vậy thôi. Cố gắng siết mông, đẩy lên. Chúng ta đang tập cho cái phần lưng nè, phần mông, phần đùi, cả cái phần bả vai nữa. Cố lên các bạn. Nếu mà chúng ta cảm giác mệt quá, hạ mông xuống nghỉ ha. Rồi xong đó nhấc lên lại. Cố lên nè. Có rất là nhiều bài tập khác nhau để chúng ta có thể tập nhà đúng không? Thử thách khó hơn cho các bạn khỏe nè. Một chân nhấc lên, hạ xuống từ từ. Đổi bên ha. Cảm nhận chân trái nhấc lên, cảm nhận cơ mông phải nè, hạ xuống. Rất tốt cho toàn thân. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rất tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập cardio, hai bài tập cuối nha các bạn. Ok. Rồi, hai lựa chọn dễ. Squat, bước qua bên kia squat. Lateral squat ha, lựa chọn khó hơn lateral jump. Trái, phải, hít thở đều ha các bạn. Làm liên tục 40 giây. Tùy vào sức lực của chúng ta ha. Các bạn không muốn nhảy hay mệt quá thì các bạn chỉ cần bước, squat. Đúng không? Ok, cố lên nè.
các bạn nên nhớ là thể lực của mỗi người khác nhau. Có người rất là khỏe, nhưng mà có người thì thể lực chưa khỏe lắm, thì chúng ta cứ từ từ thôi, không sao cả hết. Từ từ chúng ta tập khỏe hơn thì chúng ta tập nặng hơn nha. 4 3 2 1. Rồi, bài cuối của vòng 1 nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái bài tập vui Fast Fit nè, chạy liên tục ha. Mỗi lần á, mình hô bên phải hay bên trái. Ví dụ mình hô bên trái thì các bạn bước qua bên trái, bạn nhảy cái xong thu về nha, rồi tiếp tục chạy. Rồi, 3, 2, 1, kết thúc. Liên tục nha. Rồi, phải. Rồi, xoay lại. Tiếp tục ha, hiểu chưa các bạn? Rồi, cố lên nè. Trái. Rồi, quay lại. Trái. Cố lên, cố lên, 20 giây nữa. Phải. Phải. Tiếp tục. Rèn luyện khả năng phản xạ nha. Trái. Cố lên. Trái. Phải. Ok. Rất tốt các bạn. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong vòng đầu tiên ha. Bây giờ các bạn sẽ có 1 phút, 20 giây, 30 giây để các bạn nghỉ nha. Chúng ta hãy uống nước nè. Rất tốt nha mọi người. Trời nắng lên rồi. Để chỉnh lại cái ánh sáng. Wow. Các bạn cảm nhận như thế nào ha? Đó, như Hiệp nói, tùy vào cái thời gian của các bạn. Có lúc thì chúng ta có thể tập buổi sáng, có lúc chúng ta tập buổi chiều, không sao cả hết. Nhớ rằng tập buổi sáng thì chúng ta nên khởi động nhiều hơn ha, làm nóng cơ thể tốt hơn. Rồi, theo lịch trình ra cái video thì chắc là video này chúng ta sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 9. Cho nên là chúc mừng ngày lễ Quốc Khánh nha mọi người. Ok, chúng ta có thể di chuyển travel từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách ra nhà bếp nha. Không sao cả hết á, chúng ta hãy cố gắng giữ sức khỏe. Quan trọng nhất là sức khỏe, sau đó khi mà dịch ổn rồi chúng ta có thể di chuyển thì chúng ta hãy chúc mừng sau ha. Không sao cả hết. Bây giờ tranh thủ tập cho khỏe cơ thể của mình nha. Rồi ok, chúng ta sẽ quay lại vòng số 2. Bài đầu tiên, Down Dog to Eccentric Push-Up. Nhớ ha. Rồi, từ đây nè. Đẩy mông về phía sau, rồi cuộn về phía trước, hạ xuống từ từ ha. Rồi xong đó đẩy người về phía sau tiếp, cuộn lưng lại. Lựa chọn dễ nhớ nha, hạ đầu gối xuống. Hít, lên, thở. Xong đẩy về phía sau. Mình thỉnh thoảng cũng rất là hay tập yoga. Yoga là một cái môn á, tập toàn bộ cơ thể mà nó vừa sức cho mọi người ha. Cho nên là nếu mà các bạn có thể được các xen kẽ tập thêm yoga thì nó rất là tốt hơn. Rồi, tiếp tục. Cố lên nè mọi người. Ok, rồi tiếp theo ha. Chúng ta sẽ đứng dậy. Tập bài tiếp theo nè. Squat pose nha các bạn. Hạ xuống nhấp. Nhớ nha, nhấp. Nhấp, rồi không cần làm quá nhanh ha. Tùy vào khả năng của các bạn. 3, 2, 1. Các bạn có thể nhấp xuống rồi đứng dậy. Hạ xuống ha. Còn khó hơn một tí á, các bạn hạ xuống, lên một tí thôi. Hạ xuống tiếp. Tiếp tục siết cái bụng lại. Lên thở, xuống hết vào. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Tiếp tục mọi người ơi. 20 giây cuối. Nhớ nha, nếu mà các bạn cảm thấy mỏi quá, đứng dậy, hạ xuống, nhấp một tí, sau đó tiếp tục đứng dậy, hạ xuống ha, không sao cả hết. Cố lên nè, 5, 4, 3, 2, 1, rồi, rất tốt ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cái phần cơ bụng này. Nằm xuống ha, bài leg lift. Cố gắng luôn ép lưng xuống nha các bạn. Những bạn nào mà mới tập á, thì làm lựa chọn dễ, co gối lại nha. Hạ xuống từ từ, lên thở. Lúc nào nó cũng sẽ võng một xíu, không sao cả hết. Nhưng mà luôn ý thức được rằng á,
là các bạn phải cố gắng siết cái phần bụng là được. Cố lên nào mọi người. Thở. Wow, trời bắt đầu nóng lên rồi. Bản thân mình đổ mồ hôi hơn nữa. Thở. Các bạn không cần nhấc đầu lên nha, để đầu xuống, để cổ xuống. Cố lên. 8 7 6 3 2 1 rồi. Rất tốt. Tiếp theo ha, chúng ta sẽ tập cho phần thân trên nè. Với bài push up nha mọi người. Rồi hạ đầu gối. Rồi hít, đẩy người về phía trước, tay cắt ngang cái phần ngực của chúng ta ha. Đừng có làm như vậy. Đẩy người về phía trước, hạ xuống một tí thôi cũng được. Xoay. Tay trái hạ xuống. Xoay tay phải nha các bạn. Rồi khó hơn, nâng đầu gối lên. Hít thở. Tốt. Cố lên nào mọi người. Control nha. Kiểm soát hành động, chuyển động của cơ thể. Cố gắng lưng giữ, mông giữ trên một đường thẳng nha mọi người. Cố lên, cố lên. Chờ mồ hôi nè. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, rất tốt. Tiếp theo một bài cardio nhẹ nha mọi người. Honey clap, trái phải nha. Rồi, 6, 5. Nhớ nha, lựa chọn dễ, chỉ cần bước như vậy thôi. Lựa chọn khó hơn các bạn chạy nha. Rồi, tiếp tục, hít thở đều. Trời hôm nay khá là đẹp các bạn. Cố lên nào mọi người. Tay mở rộng, đánh ở phía dưới nha. Chân cố gắng đưa lên cao. Mười giây cuối, cố lên nào. Tiếp theo chúng ta sẽ tập thăng bằng nha các bạn. 4, 3, 2, 1. Ôi, rất tốt, rất tốt. Tiếp theo chúng ta tập thăng bằng. Một chân, giữ ha. Những bạn mới, chỉ cần giữ, tập trung cho mình 20 giây thôi. Còn sau 20 giây chúng ta sẽ đổi. Còn khó hơn, nhảy trái phải nha các bạn. 3, 2, 1. Nhảy nè. Nhảy nhẹ qua phải, qua bên trái. Khả năng giữ thăng bằng rất là quan trọng của cơ thể ha. Tránh cái chuyện vấp ngã. Chứ lại á, cái não của chúng ta làm việc tốt á, thì nó sẽ điều khiển được tốt cái chân, cơ thể của chúng ta. Rồi đổi bên các bạn. Đôi khi nói chuyện với mọi người cái quên luôn về thời gian. Nhưng mà mọi người cứ theo dõi kỹ nha. Cố lên. 5 4 3 2 1. Rồi, rất tốt. Tiếp theo tập cho phần bụng nha các bạn. Mồ hôi mồ kê quá trời, thật sự. Đốt được 240 calories rồi. Cố lên nào các bạn. 3 2 1. Nâng lên nè, giữ, hạ xuống từ từ. Cố lên nha các bạn. Thở. Hít. Giữ một giây, hạ xuống từ từ. Lên thở bằng miệng. Xuống hít vào bằng mũi. Siết bụng lại. Nhấc lên, hạ xuống từ từ ha. Lên bằng cơ bụng chứ không phải bằng cổ nha các bạn. Gập cơ bụng lên. Rất tốt, cố lên, cố lên. 15 giây. 15 giây. Mở cái đầu gối ra hai bên, nó cũng căng giãn luôn cái phần đùi trong của mọi người đó. Rất tốt cho dân văn phòng nữa. 3 2 1. Rồi. Rất tốt. Quên. Bây giờ chúng ta vẫn nằm xuống ha. Chúng ta sẽ có bài reverse plank, có nghĩa là plank ngược lại. Bình thường chúng ta plank xoay úp xuống đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xoay người lại. Thế này nó cũng rất là tốt cho phần mông, đùi sau lưng của các bạn ha. 3, 2, 1, nhấc lên giữ lại ha. Nhớ nha, nếu mà các bạn cảm thấy mỏi tay, mỏi vai, mỏi mông, mỏi đùi á,
các bạn cứ hạ xuống từ từ thôi. Hiệp biết với những người mới tập á, khá là khó khăn ha. Bởi vì Hiệp dạy về fitness cũng một thời gian dài rồi. Hiệp tiếp xúc rất là nhiều đối tượng nè. Tiểu đường, rồi tăng cân, rồi rất là đủ các thể loại. Cho nên là tùy vào sức của các bạn ha. Mỏi quá hạ xuống lên, khó hơn nhấc một chân lên hạ xuống từ từ ha. Đôi khi có một số bạn rất là khỏe, cho nên là Hiệp cũng phải thử thách mọi người nữa. 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt ha. Đó, chỉ vậy thôi. Hai bài nữa ha. Rồi, nhớ nha. Mình mà mới tập á, không quen nhảy á, thì không nên nhảy. Các bạn cứ làm hạ squat trái phải ha. Còn khó hơn theo mình, hạ xuống bật trái, hít thở phải ha. 3, 2, 1, hít thở. Làm nhẹ vừa phải. Đáp. Khi các bạn đáp á, hạ mông xuống đáp ha. Tiếp tục. Cố lên, cố lên. Cố lên các bạn. Hít thở đều ha. 20 giây nữa. Cứ làm vừa phải thôi. Các bạn có thể làm chậm vậy nè. Rồi xong nghỉ 1 giây. Nghỉ 1 giây. Rồi tiếp tục ha. Không cần làm nhanh. Đúng rồi, rất tốt. Còn một số giây cuối thôi. Come on. 3 2 1. Rồi, rất tốt. Bài cuối cùng nha mọi người. Nhớ nha, tập phản xạ nha. Thì cơ bên trái, thì bước về phía bên trái, nhảy một cái, rồi xoay lại ha. Rồi, chuẩn bị 3, fast fit nha mọi người. Chạy nhanh. Rồi, tiếp tục nè. Phải. Rồi, ok. Tiếp tục. Phải ha. Nhẹ nhẹ đáp nhẹ. Có lên, có lên. Trái. Mọi người cố gắng lắng nghe nha. Phải. Xoay lại, xoay lại. Lựa chọn dễ hơn, bước qua, hạ xuống ha. Ok. Rồi. Trái. 10 giây cuối, 10 giây cuối. Phải. Phải. Tiếp tục. Phải. Ok. Rất tốt. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong vòng số 2 ha. Nghỉ một tí nha mọi người. Trong trường hợp mà các bạn cần á, các bạn cảm thấy cần á, thì các bạn có thể dừng lâu hơn, bấm ngưng ha. Wow. 300 calories đối với bản thân mình nha. Nhớ nha mọi người, tùy vào cơ thể của chúng ta mà cái khả năng đốt năng lượng nó sẽ khác nhau. Có một số người làm bài jump á, nó sẽ khó hơn bởi vì cái trọng lượng cơ thể của họ nó rất là nặng, cho nên là mỗi lần bật nhảy rất được tốn năng lượng ha. Ok, uống miếng nước nào. Đổ mồ hôi ok nè. Với mỗi tập á, Hiệp chia sẻ vui là Hiệp sẽ chọn những cái bộ đồ khác nhau cho nó đa dạng phong phú thôi, bởi vì cái khung cảnh ở nhà nó chỉ có nhiều đó, cho nên đôi khi mang bộ đồ trời thì nóng, mang bộ này thì bó sát, trong thì nó gọn thiệt, nhưng mà nó giữ nhiệt rất là dữ ha, cho nên là bản thân Hiệp rất là đổ mồ hôi hiện tại. Rồi, cố gắng nha, nếu bạn có thể được á, tiếp tục với Hiệp hoặc dừng thêm một tí ha. Rồi, quay trở lại với bài đầu tiên ha. Down dog to eccentric push up, hay là một phần của yoga nha các bạn. Thôi, giữ trong đây ha, đẩy mông về phía sau, xong hạ đầu gối xuống thách đất ha. Rồi, bắt đầu nè mọi người. Đẩy mông cả những cái phần lưng, phần vai nè. Xong đẩy người về phía trước. Hạ xuống từ từ. Thở, tiếp tục ha. Nhớ nha, lựa chọn khó hơn. Nhấc đầu gối. Không chạm đầu gối xuống mặt sàn nha các bạn. Thở. Cố lên nào. Ha. Làm sao hạ xuống rất là nhẹ nhàng, như một cái đường thẳng xuống lên ha. Cố gắng nha các bạn. Không cần làm nhanh. 6 5 4 3 2 1. Rồi, tiếp theo nè, chúng ta sẽ làm bài squat nha. Squat nhấp á mọi người. Đa số các bài á, nó đều là tên tiếng Anh hết, dịch sang tiếng Việt rất là khó. Squat pose. Nên mình gọi là squat nhấp. Rồi,
Nhớ nha, các bạn có thể nhấp 5 cái rồi xong đứng lên cũng được vậy nè. 1, 2, 3, 4, 5, rồi đứng lên ha. Hạ xuống tiếp tục. Hít thở đều ha. Còn ai mà thử thách khó hơn á, nhấp liên tục. Có lên mọi người. Đổ mồ hôi không có thời gian lâu luôn á. Tiếp tục. Cố lên. 15, 14. Mình đang làm hơi nhanh nha. Đôi khi mình không để ý. Nhưng mà các bạn được á, làm chậm một xíu. 6, 5, 4, 3, 2. Oh, wow. Ok, để nghỉ nha. Chúng ta sẽ tập phần bụng nè. Mồ hôi ok, thiệt sự. Hôm nay không biết sao mồ hôi dữ vậy. Rồi, tiếp ha. Tập cho bụng. Lưng, vai để xuống dưới. Chạm cót. Nhấc lên đẩy mông. Cái này là thử thách nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không muốn khó, thấy khó thì các bạn hạ xuống, thu lại là được rồi ha. Hết thở, that's it. Khó hơn một xíu nè, đẩy mông lên. Khó hơn nữa nè, duỗi ha. Nếu mà các bạn học chuyên ngành về fitness, về exercise á, nó sẽ có cụm từ progression và regression. Có nghĩa là tùy vào một số thay đổi của động tác mà nó có thể khó hơn hay dễ hơn á. Rồi, rất tốt ha. Rồi, chúng ta sẽ làm bài push up nha mọi người. Tiếp tục tập cho phần trên trên. Đa số các bài cardio, các bài đốt năng lượng á, chúng ta bỏ quên cái phần thân trên, cho nên là hiệp phải thêm phần sức mạnh. Rồi, từ đây nha, trên đầu gối, hết đất, xoay trái, hạ xuống, xoay phải. Cho nên một số bạn hỏi 30 phút này tập thuộc dạng là cardio hay gì á, hiệp phải nói rằng đây là tập hỗn hợp nha. Tập giúp cho bạn vừa sức mạnh, vừa đốt năng lượng, khả năng thăng bằng, phản xạ toàn bộ cơ thể ha. Tiếp tục. Khó hơn nè, duỗi chân thẳng nha mọi người. Cố lên. Thường cái vòng đầu tiên hiệp sẽ nói nhiều. Vòng số 2, vòng số 3. Vòng đầu tiên hiệp sẽ nói kỹ thuật nhiều hơn. Thứ hai bài hiệp sẽ nói những cái chuyện xung quanh ha. Rồi. Tiếp theo. Tập một tiết cardio ha. Chân nhân lên. Chạm, trái chạm phải ha. Nhanh hay chậm tùy vào các bạn. 3, 2, 1, rồi. Dễ nè. Chỉ cần bước chạm thôi nha. Xoay cho các bạn thấy. Rồi, lựa chọn khó hơn á. Nhảy, trái, phải. Một số bạn hỏi nếu mà tập buổi sáng á, thì có nên ăn sáng trước hay không á. Tùy vào các bạn nha. Nếu mà các bạn ăn sáng á, thì cố gắng ăn nhẹ trước giờ tập khoảng chừng 30 phút nha. Như vậy bụng các bạn sẽ không bị tức. Còn nếu mà các bạn tập xong rồi mới ăn cũng được, nếu mà các bạn cảm giác có năng lượng. 3, 2, 1. Ok. Rồi, tiếp theo khả năng giữ thăng bằng nha các bạn. Một chân ha, giữ cũng được, hoặc là nhảy. Ướt đẫm mồ hôi. Ba, hai, một, rồi, giữ nè. Giữ thôi cũng được nha. Khó hơn là nhắm mắt. Còn các bạn được á, nhảy phải, trái 20 giây nha các bạn. Nhảy nhẹ, cảm nhận. 4, 3, 2, 1, rồi, tiếp tục. Đổi bên. Đó, một bài mới, thú vị đúng không? Giữ thăng bằng nha. Người khỏe chưa chắc gì khả năng giữ thăng bằng tốt nha. Một số người nhìn cơ bắp vậy thôi, nhưng mà giữ thăng bằng không được tốt lắm đâu. Cho nên cố gắng tập đều. Rồi, rất tốt ha. Nằm xuống nè, tập cho phần bụng ha. Bài gập bụng theo tư thế con bướm ha. Tay cái chân các bạn chạm vào nhau, mở đầu gối ra. Từ đây ha,
lên thở, xuống hít vào ha. 3, 2, 1, thở, xuống hít. Cố lên. Các bạn có thể làm chậm lại để cảm nhận tốt hơn ha. Giữ, hạ xuống từ từ, lên thở. 20 giây rồi các bạn. Rất tốt, cố lên nào, cố lên nào. Mở đầu gối rộng ra nha. Căng giãn cái phần đùi trong nữa. Năm, bốn, ba, hai, cố lên. Một, rồi, rất tốt nè. Rồi, bài tiếp theo, lại nữa. Mỗi lần tới bài này lại quên. Reverse plank nha mọi người. Nhớ nha. Tay sau nè, chân mông duỗi thẳng nhất lên ha. Rồi, từ từ. Thì các quên bật máy lạnh hay sao? Nóng quá luôn á. 3, 2, 1, lên, giữ. Cố lên mọi người, giữ vậy thôi ha. Mở cái bả vai ra. Cái bài này rất là tốt để mở cái bả vai của các bạn, để các bạn không bị gù ấy. Đa số chúng ta tập á, thì vai xoay về phía trước thì bài này rất là tốt để mở ha. Nhớ nha, 20 giây cuối, bạn nào muốn thử thách thôi. Một chân bước lên hạ xuống ha. Siết cái phần bụng lại, siết cái phần mông ha. Đừng để bị hõm xuống. Bài này tập nhiều vào cái phần thân sau của cơ thể bạn. 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, rất tốt ha. Hai bài cuối nè. Rồi, nhảy qua trái qua phải hoặc là squat nha các bạn. Cố lên, 5, 4, 3. Nhớ nhà dễ nè ha, khó là nhảy nha các bạn. Hít thở. Cố lên, hạ xuống từ từ ha. Nhảy nhẹ trái, nhảy nhẹ phải ha. Cái tay kết hợp để tạo đà cũng được. Cố lên. 20 giây cuối. Các bạn có thể vừa kết hợp cả nhảy, cả squat luôn. Ví dụ nhảy nè, rồi xong đó mỏi thì cái bắt đầu squat một tí, rồi xong cái bắt đầu nhảy tiếp ha. Cố lên, cố lên. 3, 2, 1. Rồi, rất ok. Một bài cuối nha, cố gắng kết thúc cùng với nhau. Nhớ nha, tập cái khả năng phản xạ. Rồi, nhớ chạy nha các bạn. Xong bước về bên trái hoặc bên phải, nghe tiếng mình nói nha. 40 giây cuối cùng. Rồi, bên trái nhảy thu vô. Lựa chọn dễ hơn. Ví dụ nè, trái, bước bên trái xuống một cái thu vô ha. Tùy vào sức của các bạn. Rồi, phải, tiếp tục. Phải, cố lên, cố lên. Chạy, 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 chạy. Nhanh chân các bạn ơi. Rồi, trái, cố lên. Trái, tiếp tục, tiếp tục. Trái, cẩn thận bị lừa. 4, 3, 2, phải. Rồi, ok. Rất tốt các bạn. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong 30 phút tập luyện ha. Nói vui với mọi người thôi. Nếu mà tính luôn cả thời gian nghỉ á, thì chúng ta đã tập 32 phút đó các bạn. Rất tốt nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta nghỉ một xíu, uống nhanh miếng nước nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ rất là nhanh ha. Rồi, các bạn ngồi xuống ra phía sau ha. Rồi, ok, bắt chéo chân lại nè. Chúng ta sẽ căng giãn cái phần lưng, đặc biệt là phần lưng dưới của các bạn ha. Rồi, tay mở rộng ra, xoay về phía bên trái. Tay bên phải, tựa vào chân bên trái, mắt nhìn về phía sau ha. Rồi, cảm nhận của các bạn như thế nào về bài tập của ngày hôm nay? Khó hay dễ hơn so với những tập trước? Nói cho mình biết ha. Bình luận để mà mình biết, để mà mình thiết kế tốt hơn cho các bạn nè. 2, 1, rồi, đổi bên kia nha. Rồi. Whew. 6, 5, 4,
3 2 1 rồi giữ đây ha. Kéo cái cùi chỏ bên tay trái ha. Kéo xuống mắt nhìn thẳng ha, giữ lưng thẳng nha các bạn. Rồi. Ok. Rất tốt ha. Tiếp tục nè. Những ai mà chưa tập series tập bụng á, các bạn nên thử tập nha. Với những người mới các bạn thử tập video 1 2 3 thôi. Khi nào các bạn khỏe hơn thì tập 4 5 6 ha các bạn. Rồi, đổi bên nè. Sau cái chuỗi series tập bụng này á, mình sẽ làm một số cái video chuyên dụng chuyên biệt dành riêng cho một số nhóm cơ mà các bạn muốn cải thiện ha, ví dụ như là ngực nè, tay nè, mông nè. Đó, một số chỗ đó mình sẽ làm ha. Rồi ok, chúng ta sẽ đứng lên ha. Rồi căng giãn cái phần chân nè. Rồi giữ đầu gối kéo lại. Rồi giữ lại nha. Tập thăng bằng luôn. 3 2 1. Rồi, ngoài ra Hiệp cũng rất là quan tâm những cái sản phẩm liên quan về sức khỏe, fitness, và Hiệp nghĩ là một số các bạn cũng quan tâm ha. Thì có thể là sẽ làm thêm vlog để chia sẻ về, thứ nhất chắc chắn là về dinh dưỡng nè. Tiếp theo là ví dụ quần áo tập thể dục hay là những cái sản phẩm dành cho những người chuyên tập thể dục sức khỏe. Ví dụ cái tai nghe này là cái tai nghe SB800N của Sony thì nó rất là tốt để mà mang nghe, chất lượng âm thanh rất là tốt nè, stable nè. Rồi chống nước nữa, chống mồ hôi rất là ok ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi nha các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tin tưởng theo dõi, ủng hộ và tập theo ha. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về fitness á, thì các bạn hãy để trong phần bình luận hoặc là nhắn tin mình qua Facebook và Hubert Fitness nha các bạn. Rồi ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký theo dõi nếu mà bạn chưa nha. Ok, bye bye, hãy giữ sức khỏe nào.